Khả năng ô tô giá rẻ Hải Phòng xin kính chào tất cả quý bà con, cô bác, anh chị cùng toàn thể mọi người. Hôm nay Khả năng có về một mẫu xe nhập khẩu Spark đây. Nó form Spark nhưng mà nó chính là chiếc Matiz Joy nhập khẩu từ Hàn Quốc về Việt Nam. Động cơ thì 0.8 tư nhân chính chủ, biển Quảng Ninh, mang nước sơn màu trắng. Ngày xưa thì xe này không dịch vụ nên không taxi, nên xe rất là cứng và đẹp, tôn vỏ mỏng tanh anh em ạ. Nếu mà dòng xe cỏ mà tiết kiệm nhiên liệu thì chắc là Spark này là cỏ nhất rồi. Matiz Spark là cỏ nhất rồi. Đấy, dòng Matiz này thì nó nhập khẩu nên là nó được trang bị thêm túi khí và phanh và 4 năng lắng đúc kìa anh em nhìn thấy không? Có năng đúc rồi. Và có thêm túi khí nữa. Form thì nó lên form từ Matiz sang bên form Spark nên là nhìn khá là đẹp, bắt mắt nhé. Anh em có thể nhìn thấy tất cả những đường gân gờ quanh xe rất là đều và thẳng tắp này. Rồi thì sơn xi căng bóng, mép đèn cũng rất là đẹp, đôi đèn cũng bóng sáng. Đó, đăng kiểm tháng 5 năm 22. Chiếc này gần hết đăng kiểm rồi, bên em sẽ đăng kiểm mới cho bà con. Đấy, keo chỉ zin nhé, không đâm đụng va chạm gì, không taxi dịch vụ nên là xe rất là cứng nhé. Nhiều anh em giữ được chiếc xe đẹp như này thì bán rất là được giá. Còn nhiều chiếc xe Spark có thể chỉ khoảng tầm 60 thôi, 60 không ai mua cơ. Đấy, có những chiếc thì 70, về sửa 20 nữa không đẹp được. Những chiếc này anh em về chỉ việc đổ xăng, cam kết cho bà con các anh chị luôn. Anh em nào muốn lấy chiếc này cứ đặt cọc cho Khả Năng Ô Tô, cho anh em nhân viên đánh tận nhà, tận nhà luôn các bác nhé, để anh em đến lấy và nó tự tin hơn. Anh em đến mà không ưng giả lại cọc các bác, tất nhiên là hỗ trợ anh em tí tiền đi lại chứ không ai đánh không đi được thực sự luôn. Ví dụ anh em thích em cọc cho em 5 triệu đánh đi đâu cũng được nhé, đánh đi nơi. Ví dụ như anh em ở tận Hà Nội thì khoảng tầm đôi triệu tiền vận chuyển này, tại vì đi lại mất tiền xăng, mất tiền cao tốc rồi, mất tiền công nữa, mất đôi triệu rồi. Còn nếu anh em mà ưng thì anh em thì miễn phí vận chuyển luôn, nên là mọi người cứ an tâm. Cái dòng này thì nó nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu và nó bền, khá là bền hơn so với dòng Spark trong nước. Matiz thì nó bền hơn một chút, máy móc cũng ngon hơn một tí. Thực ra nó hao hao như nhau thôi nhưng mà cũng chẳng khác gì mấy, nhưng mà có thêm cái túi khí không biết có dùng được không, nhưng mà đời sâu rồi không biết còn dùng được không, nhưng mà nó có vẫn hơn không. Mang nước sơn thì thực sự là sơn rất là đẹp, em thấy tôn vỏ cực mỏng nhá các bác nhé, tí em quay kỹ cho bà con. Mỏng và khá là đẹp, nước sơn bóng loáng này, và những cái đường thẳng, đường ngang, đường chéo và mép cửa nó nhìn rất là khít. Đó, để kiếm được những chiếc Spark bây giờ đời nó cũng là đời sâu rồi. Kiếm được những chiếc Spark đẹp anh em chỉ có kiếm được Spark van thôi. Spark van là dòng xe hai chỗ đấy thì nó mới đẹp được, chứ còn nếu mà để đẹp hơn con này thì hơi hiếm thực sự luôn. Mang nước sơn màu trắng này anh em thích thì anh em có thể cải cái tem màu, bộ màu gì đó theo anh em mong muốn. Matiz Joy nhé, Joy là dòng nhập khẩu. Nhìn cả xe luôn, xe đẹp, không đâm đụng va chạm. Đăng kiểm sẽ hỗ trợ đăng kiểm mới cho bà con 6 tháng một lần. Dòng này đăng kiểm hết hơn 1 triệu một năm. Hơn 2 triệu một năm thì 6 tháng chia đôi ra. Khoảng tầm 2 triệu 6 một năm thì mỗi 6 tháng hết tầm 1.3 anh em nhé. Chấp nhận thôi, cái phí đường bộ anh em phải đóng chứ. Còn lại phí đăng kiểm thì có 340 một lần thôi. Và anh em đi thêm một lần trong một năm cũng chẳng ngại đâu. Nên xe cỏ mà. Con xe này hay hẳn đấy chứ. Nhiều anh em có công việc khách 15 20 cây hay 7 80 cây nhá. Sáng đi tối về uất ơi là uất. Đôi khi còn tính chất công việc hoặc là gia đình nữa, nhiều anh em thì bắt buộc phải về, tối đến phải về với vợ với con, đôi khi là mẹ già rồi con nhỏ, anh em bắt buộc phải về thì anh em có một con xe này đi thì dù anh em công việc nó có thu nhập cao một chút nhưng anh em đi được con ô tô thì nó cũng đỡ vất vất hơn anh em đi xe máy, lắm lúc ngoài đường đi ngủ gật ý, ngủ gật ngoài đường luôn, kinh lắm. Có ô tô anh em mệt anh em táp vào đi đường anh em ngủ cũng được anh em ạ. Đấy, thực sự luôn. Lên như vậy, giờ thời buổi nào rồi, cố gắng lên một chút nhé. Thì không biết nội thất như thế nào, chúng ta cùng kiểm tra cái phần nội thất chiếc xe. Bên ngoài các bác nhìn này, tôn nhé, không gõ tôn cho các bác nghe này. Đấy. À, chỗ này thì bả hơi dày tí. À, có khi là người ta gì không phải dày đâu, chỗ này có khi dán gioăng chống ồn thôi. Đấy. Ui, tôn vỏ rất là mỏng các bác ạ. Nói chung là độ bả nó chưa có nhiều, nó không bị đâm va thì nó không phải bả nhiều đấy. Lẻ nó căng thì anh em người ta làm sơn nó cũng dễ hơn, nó đẹp hơn. Đấy, ui, nội thất đẹp lắm các bạn. Keo chỉ bên trong thì nguyên zin này. Đấy, có sơn lại rồi nhá, chứ không phải là sơn zin đâu. Sơn thì sơn màu trắng xịn, nhưng mà để mà loại sơn zin thì nó không có đâu các bác nhé. Đấy, cứ gọi là Spark đi. Matiz Joy thì nó có thêm mỗi cái túi khí làm gì. Đấy, anh em nhìn đây. Nhưng mà nó nhập khẩu cơ. Đây, cái bậc để chân lên thì đã biết là nó đẹp rồi anh em ạ. Nhìn rất là đẹp và cứng nhá. Phần táp nô này, dù nắp thêm cả loa chét và cả biến lùi này. Cảm biến lùi là loa chét này, màn hình Android to vật vã luôn các bác. Túi khí nhá, có túi khí ở đây là vẫn hoạt động bình thường. Em thấy đèn túi khí vẫn hoạt động bình thường này. Vô lăng đẹp chưa, anh em nhìn này, vô lăng này không bị mòn chút nào. Ê, con này đẹp lắm.
Con này rất là đẹp. Trong nếu anh em lấy Spark thì anh em lấy chiếc này nhé. Em bán hơn 101 nhé. Nói thật dòng xe không dịch vụ thì nó có những chiếc nó chỉ có những chiếc chỉ 60 thôi các bác nhé, nên nhớ vậy. Có chiếc Spark nó chỉ 60 thôi. Em muốn nói vậy để cho các bác đừng so sánh quá. Úi giời, con xe này mà bán thế nọ thế kia cũng khó nhỉ. Những chiếc này bọn em mua sẵn về bán thì nó thật với các bác này, nếu mua qua thợ phải rua vào tầm 85 90 triệu rồi anh em ạ. Đấy, về dọn dẹp sơn si các thứ nên nó phải lên gần trăm này. Gần trăm mà bán lên 119 triệu thì nó thật này, còn bớt cho các bác nữa thì được có 10 triệu thôi. Anh em nào nhiệt tình thiện chí mua bán thì alo cho Khả Năng Ô Tô nhé. Em nhiều xe lắm. Xe không mua chiếc này mua chiếc khác, xe đi mới được 17 vạn này. Cái dòng này chẳng ai tua đồng hồ đâu anh em, mới 17 vạn thôi. Nên xe rất là cứng và đẹp. Tôn vỏ mỏng tanh này, ghế nội thất các bác nhìn vỏ trần uy tín chưa? Trần nỉ uy tín luôn. Thực sự rất là đẹp, vỏ trần rất là cứng nhá. Ôi. Con cong anh em nhìn em, con cong luôn này. Tapi cửa này, đẹp chưa? Đấy. Nhưng máy ngon đấy, các bác đi dòng này nhá. Nó vừa bền, vừa lành, vừa tiết kiệm nhiên liệu, xong rồi độ bền cao. Này em sẽ tháo cái áo ghế này ra để cho nó đẹp. Nhưng mà anh em nào thích để thì để thôi. Là tháo hết áo ghế ra nhìn nó đẹp hơn. Và cái chiếc màn hình này thì có 4G luôn anh em, SIM 4G này. Cùng với rất nhiều cái ứng dụng đó, có cái màn hình Android mà. Chắc chắn là em nghĩ là sẽ có cam lùi, thì em thử cam lùi phát cho nào. Ui, nét căng luôn, hỗ trợ anh em này mới nhìn xung quanh nhá. Đấy, trên này còn có cả cảm biến lùi nữa này. Đấy, chớp này. Khi lùi đi gần vào nó sẽ kêu. Trang bị rất nhiều đồ và điều hòa rất là mát. Mùa hè sắp tới rồi thì điều hòa mà không mát thì vứt. Cực kỳ mát luôn chứ không phải là mát nhé, cực kỳ mát luôn. Đó, giờ chúng ta cùng kiểm tra cái phần khoang máy động cơ, xem động cơ nó hoạt động làm sao nhé. Động cơ biết nó ngon hay không. À, trước khi đó thì chúng ta đi một vòng đã. Một vòng quanh xe đã, xem nó có những cái gì và đẹp cái gì, xấu cái gì này. Về đuôi quả đèn đằng sau thì em thấy vẫn rất là mới và em nghĩ là nguyên zin từ đầu. Nguyên zin từ đầu nên là rất là cứng nhá. Đấy. Cốp đằng sau thì nó sẽ mở bằng chìa khóa nhé. Chìa khóa thì khi chúng ta tắt máy mới mở được. Hoặc là đánh thêm một chìa nữa để mở bằng tay. Đây cánh cửa này. Đấy, tôn vỏ này. Rất là cứng nhé. Cứng chưa, đinh bấm ở trong vẫn còn nguyên này. Form của nó rất là căng và đẹp. Đằng sau thì hai kính đằng sau thì dòng nhập khẩu thì bao giờ nó có kính quay tay. Đây nha. Đấy, hạ kính bằng tay này. Anh em phải thông cảm. Bây giờ nó có thế dùng thế. Mấy khi hạ đâu. Đấy, keo chỉ này. Anh em muốn nâng độ kính lên vẫn nâng độ được nhé. Đó. Khá là vừa tiền, 119 triệu còn bớt còn bao hồ sơ, còn hỗ trợ vận chuyển. Còn nhiều cái lắm nên là hơn 101 tí anh em, 101 anh em mua được rồi. Để cho bà con 101 thôi. Đấy. Yêu ke chỉ riêng cả xe luôn, máy nổ êm ru như chưa nổ. Đấy. Dòng này nó anh nhớ là dòng Matiz Spark thôi nhé, chứ không phải là Vios hoặc là đời Accent đời cao đâu mà anh em so sánh quá. So sánh quá thì không lấy được xe. Đăng kiểm tháng 5 năm 22, bao đăng kiểm mới nữa. Đấy, còn nhiều cái để bao lắm. Xong lại còn hỗ trợ vận chuyển, xong còn bớt lại còn lọc lá nữa. Nhiều thứ lắm. Về phần khoang máy động cơ thì em chắc chắn với các bác là máy thì rất là ngon luôn. Máy thì không zin nữa đâu. Mặt máy đã được làm rồi anh em nhé. Máy dưới khả năng cũng là làm máy rồi. Nhưng mà em thấy nó rất là zin và đẹp. Nổ rất là êm này, anh em nhìn này. Đấy. Máy này em bao chất cho các bác nhé. Không hề rung giật gì, động cơ 3 máy 0.8 mà lổ êm như là 1.0 này. Như 1.2 luôn. Cái bình này là bình mới anh em gì đâu, bình mới này. Cái bình này bình mới là nó sẽ thay nước làm mát các thứ đằng nhằng rồi. Thì nó sẽ làm mát tốt hơn so với bình cũ, nó đôi khi nó tắc két các thứ anh em không biết là khẩu giòn là bình thường. Đấy, xe này đi rất là ngon, hiện tại bây giờ anh em về chỉ việc đổ xăng thôi. Cam kết cho các bác là không đâm đụng va chạm gì, bằng chứng là keo chỉ này. Ốc lỗ cái thật phần đầu cabo cũng còn nguyên anh em nhìn đâu. Đấy. Về khoảng số khung số máy thì đây. Số khung đây nhé. Còn số máy thì ở trên máy đây. Đấy, anh em nhìn thấy được. Rất là dễ nhìn thôi. Máy nổ êm lắm. Không hề rung giật gì cả. Ngon nành cành đào với cửa tiền mà anh em đang mong muốn là chỉ khoảng tầm trên 100 thôi. 101 được cái xe này đi quá ngon. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn quan tâm theo dõi clip của Khả Năng. Xin chào, hẹn gặp người trong những clip tiếp theo.